Em kính chào thầy, em kính chào cô. Hôm nay chúng ta đến với phần review bài tập tương ứng với video số 20 của thầy là thời không. Và trong video số 20 này chúng ta học một số chữ như sau. Chúng ta học 8 chữ. Về 8 chữ này có nghĩa là gì? Chữ không, chữ thời, chữ gian, chữ công, chữ khung, chữ cung, chữ chi và chữ thốn. Ngày hôm nay chúng ta học rất là nhiều chữ, và trong những chữ này cũng có khá nhiều những chữ mang những cái nội hàm rất là lớn. Và trong video này chúng ta cũng học thêm một bài ca nữa, đó là Quang Minh ca. Và đến cuối video này chúng ta sẽ được nghe thầy cô đọc về bài ca Quang Minh ca này ha. Vâng, chúng ta đến với phần đầu tiên. Đó là phần đọc các chữ. Chúng ta đến với chữ đầu tiên. Đây là chữ không, có nghĩa là không gian. Khung. 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 Chúng ta đến với chữ thứ hai. Đây là chữ thời. Thời có nghĩa là thời gian. Sử. 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 Chúng ta đến với chữ thứ ba. Đây chính là chữ chữ gian, trong từ là khoảng giữa, ở giữa. Chiên. 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 Chúng ta đến với chữ thứ tư. Đây chính là chữ chữ công. Chữ công trong từ là công, công việc, hoặc là một công việc nào đó. Hiện nay chữ công thì ở trong chữ là công nhân. Đây là nó mất đi cái hàm nghĩa rồi ha. Thì tí nữa chúng ta sẽ cùng xem cái nghĩa thật sự của chữ công này như thế nào ha. Công. 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 Chúng ta đến với chữ tiếp theo. Đây chính là chữ chữ khung. Chữ khung có nghĩa là khung, là vòm. Chỉ máy vòm, tòa nhà, tòa sảnh lớn. Vòm lớn hơn như là bầu trời. Chóng. Chúng. Chóng. Chúng. Chóng. Chúng. Chúng ta đến với chữ tiếp theo. Đây là chữ cung. Chữ cung trong từ cung, cây cung hoặc là cái cung, là cung tên. Cung. 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 Chúng ta đến với chữ tiếp theo. Đây nghe là chữ chi. 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 Chúng ta đến với chữ tiếp theo. Đây là chữ chữ thốn. Chữ thốn là đơn vị đo.
寸, 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 寸. Vừa rồi chúng ta đã nghe thầy cô đã đọc xong 8 chữ rồi. Về phần đầu tiên đó là phần đọc các chữ đã xong. Chúng ta đến với phần tiếp theo, đó là phần viết chữ. Mọi người chuẩn bị giấy bút để chúng ta bắt đầu viết chữ nha. Chúng ta cũng vừa viết chữ, chúng ta vừa đọc theo. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng nhớ được cái nghĩa của chữ nữa. Chúng ta đến với chữ đầu tiên. Đây là chữ không trong từ không gian. Không. 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 Chúng ta đến với chữ thứ hai. Đây là chữ thời, có nghĩa là thời gian. Sí. 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 Chúng ta đến với chữ tiếp theo. Đây là chữ gian trong từ khoảng giữa hoặc là ở giữa. Gian. 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 Gian.
煎。Chúng ta đến với chữ tiếp theo. Đây là chữ công, trong từ công, công việc, làm công việc gì đó. Công. 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 Chúng ta đến với chữ tiếp theo. Đây là chữ khung. Chữ khung trong từ khung là vòm, chỉ mấy vòm tòa nhà, là một cái vòm lớn hơn như là bầu trời. Chóng. Chúng. Chóng. Chúng. Chóng. Chúng. 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 Chúng ta đến với chữ tiếp theo. Đây là chữ cung, trong từ là cây cung, cái cung hoặc là cung tên. Cung. 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 Chúng ta đến với chữ tiếp theo. Đây là chữ chi. 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 Chúng ta đến với chữ tiếp theo. Đây là chữ thốn, trong từ là đơn vị đo. Chuẩn. 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 Chuẩn.
寸。寸。Vừa tập viết chữ, vừa đọc theo, vừa hiểu được nghĩa. Và bây giờ chúng ta đến với phần thứ ba, đó là ý nghĩa cất chữ. Và trong phần này chúng ta học rất nhiều những cái chữ mà mang những cái nội hàm rất là sâu. Cho nên là trong quá trình chúng ta nghe video này thì mọi người chuẩn bị những tập giấy để chúng ta có thể ghi chú lại những cái ý nghĩa thật sự. Vâng, chúng ta đến với chữ đầu tiên. Đây chính là chữ chữ công. Chữ công trong từ công việc, làm công việc gì đó. Nhưng mà đối với chữ công này á, nó có hai tầng nghĩa. Chúng ta đến với tầng nghĩa đầu tiên. Đó là nghĩa bề mặt. Ngày nay, nghĩa của chữ công là trong từ công nhân, người làm công việc chân tay. Còn một tầng nghĩa nữa. Đó là gì ạ? Trước hết chúng ta hãy nói một chút về triết học. Nếu ai đã từng học triết học thì sẽ biết có một triết gia rất là nổi tiếng ở thời Hy Lạp cổ đại, tên là Plato. Ông đã đưa ra một học thuyết rất là nổi tiếng rằng là mọi thứ trên trái đất đều bắt nguồn từ thiên thượng. Và ý tưởng đó truyền cảm hứng cho con người. Tất cả mọi thứ trên thế gian bắt nguồn từ thiên thượng. Thì đây chính là gì? Đây chính là các vị thần. Và tiếp theo đó là gì? Và đây chính là hình ảnh con người thế gian đang sống. Đây là một tình huống giả sử thôi. Giả sử như mọi người cũng đang tìm cách làm sao để tạo ra một cái ghế, nhưng mà không biết phải làm sao cả. Thì lúc này như thế nào ạ? Thì lúc này thì có nghĩa là trên thiên thượng, trên thiên thượng thấy rằng là gì? Thấy rằng là con người đang mong muốn tạo ra một cái gì đó để cho mọi người sử dụng, để cho hữu ích cho con người. Nhưng mà chưa tìm ra được, chưa làm ra được, thì lúc này ở trên thiên thượng mới truyền một cái ý tưởng gì đó cho một người. Và sau này thì người này dựa trên cái ý tưởng đó bắt đầu sáng tạo ra, làm ra một cái vật dụng đó để cho mọi người cùng sử dụng, giúp ích cho cuộc sống của mọi người, tạo ra một cái bàn để cho mọi người học tập cũng như để sử dụng. Đây là một ví dụ minh họa để mọi người tham khảo thôi. Vậy thì ở thế gian con người này có rất nhiều những thứ được tạo ra từ những ý tưởng như vậy, từ thần cấp cho chúng ta, thần truyền cho những người tốt và muốn giúp đỡ người khác. Vâng, vậy thì chúng ta quay lại với hình ảnh của chữ công ha. Vậy thì chúng ta phải hiểu được ý tưởng là gì. Thần truyền cái ý tưởng đó cho một người, và người đó phải là người tốt, người thật sự tốt. Sau đó cái người tốt đó vận dụng những cái đồ vật trong thế gian này để tạo ra những cái vật dụng, hoặc tạo ra những cái đồ dùng để cho con người sử dụng. Vâng, đó chính là ý nghĩa của chữ công ha. Chúng ta đến với chữ tiếp theo. Đây chính là chữ không, trong từ không gian. Về chữ không này, kết cấu của chữ như thế nào, chúng ta sẽ cùng đi phân tích nhé. Nó gồm có hai phần. Chúng ta thấy là gì? Ở đây ha, em sẽ dùng cái bút chút xíu. Gồm có hai phần. Chúng ta thấy là đây là phần phía trên, và đây là phần phía dưới. Vâng, phần phía trên này đó chính là chữ xe. Mà trong cái phần phía trên này nó có hai phần nhỏ ha, đó chính là gì? Đó là bộ miên ở trên. Bộ miên liên quan đến ngôi nhà hoặc là không gian. Ở dưới là bộ bát. Rồi, phần bên dưới. Phần bên dưới đó chính là gì? Phần bên dưới đó chính là chữ công. Vậy thì chữ công này, nếu như chúng ta phân tích nhỏ ra nữa thì nó mang ý nghĩa sao? Cái nét đầu tiên nhé. Cái nét đầu tiên ở trên á, ở đây, đây chính là gì? Nét ở trên chính là đạo thiên, ý là đạo trời ha. Nét bên dưới
chính là gì? Đạo, đất ha. Thiên địa là trời đất ha, trời đất. À, ở đây nó có một cái ý tứ rất là rõ ràng ha, ý tứ rất rõ ràng. Người có thể hiểu được đạo của trời đất thì gọi là công. Và đây chính là nghĩa gốc của chữ này. Người có thể hiểu được đạo của thiên địa hay là trời đất thì được gọi là công. Thì cái người đó khi mà tiếp nhận được cái ý tưởng, cái chỉ thị của thần và làm ra những cái sản phẩm nào đó, làm ra những cái công cụ gì đó cho con người sử dụng, và đó chính là công. Thế thì cái công này, cái chữ công này nó mang một hàm nghĩa rất là lớn nha, chứ không phải là công nhân hoặc là lao động bằng tay chân đâu. Bởi vì con người ngày hôm nay thì không có hiểu được đến cái mức như vậy, cho nên là mọi người nghĩ rằng đây là chữ công trong từ công nhân, nhưng không phải ha. Rồi, vậy thì nếu như chúng ta gom lại phần trên và phần dưới này thì nó chính là chữ gì? Rồi thì nghĩa ban đầu là gì? Là không gian ha. À, phần phía trên chính là huyệt, là hang, là động. À, phần bên dưới chính là gì? Phần dưới là công trình từ thiên thượng ở trần gian. À, cho nên là thể hiện một không gian rộng lớn. Ý tưởng là gì? Ý tưởng là sự vật từ trên trời tới trần gian. À, và cái nghĩa gốc là gì? Là không, trống không. Bởi vì một không gian quá rộng lớn làm cho mọi thứ không là gì cả, coi như là không có gì. Vâng, đây chính là ý nghĩa gốc của chữ không. À, đây chính là chữ thốn. Chữ thốn trong từ là đơn vị đo ha. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cách tính của đơn vị thốn nhé. À, đây chính là bàn tay của chúng ta nhé. Bàn tay của chúng ta thì chúng ta sẽ cong cái ngón tay trỏ lại một chút xíu nhé. Cong ngón tay trỏ lại một chút. Và chúng ta nhớ là cái đốt thứ hai ở đây nha ha, đốt thứ hai. Và cái khoảng cách của đốt thứ hai này đó, à, đây chính là gì? Đây chính là một thốn nha, một thốn. Và đây chính là gì? Đây chính là cái phần hướng dẫn mà thầy Hà có chia sẻ với chúng ta, là đốt thứ hai ngón tay trỏ, đốt thứ hai ngón tay trỏ là một thốn. Và ở trên mạng thì cũng có khá nhiều những cái hướng dẫn, nhưng mà ở đây á, là người ta dùng là ngón giữa nha, đốt thứ hai của ngón giữa chứ không phải là ngón trỏ. Chúng ta sẽ học theo cách của thầy Hà, đó là gì? Là đốt thứ hai của ngón tay trỏ là một thốn nhé. Vâng, đối với đơn vị thốn này nó còn có một chi tiết mà thầy Hà cũng có nói thêm cho mọi người, đó là gì ạ? Là cái cách tìm của huyệt nội quan ở đây ạ. Chúng ta thấy ha, trên bàn tay của chúng ta thì chúng ta sẽ có một cái vạch ngang ha, một cái vạch ngang này. Mọi người để ý cái đường màu đỏ đỏ này nè, đây nè nha, cái đường màu đỏ đỏ đây ha, mọi người để ý trên đây. Chính như tay của ai cũng có cái đường ngang này, mọi người để ý trên bàn tay của mình nhé. Từ cái đường này và chúng ta đo xuống khoảng 2 thốn thì chúng ta sẽ tìm được cái huyệt nội quan nhé, khoảng cách 2 thốn thì chúng ta sẽ tìm được cái huyệt nội quan. Vậy thì cái huyệt nội quan này như thế nào, nó có ý nghĩa gì? Khi mà một ai đó bị bất tỉnh thì chúng ta tìm cái huyệt nội quan này, chúng ta dùng cái kim châm á, chúng ta sẽ dùng cái kim châm cứu á, châm vào đây thì có thể cứu mạng được người đó. Cái độ dài thốn của mọi người cao thấp khác nhau thì có khác nhau. Đối với người thấp thì cái thốn ngắn hơn một chút, đối với người cao thì cái thốn dài hơn một chút. Cho nên là đối với mọi người thì cái đơn vị, cái thốn của mọi người là khác nhau nhé. Chúng ta đến với chữ tiếp theo. À, đây chính là chữ thời. Chữ thời trong từ thời gian. Và bây giờ chúng ta đi phân tích chữ thời này nhé. À, chữ thời này có hai phần. À, chúng ta thấy có hai phần nhé. Phần này là phần bên tay trái. Và phần này là phần bên tay phải nha mọi người. Hai phần. Rồi, phần bên tay trái đó là gì ạ? Đó là chữ gì? Đó là chữ nhật. Đó là mặt trời, đúng không ạ? Chúng ta thấy mặt trời ha. Thì mặt trời có một cái nguyên lý. Đó là gì? Mỗi buổi sáng mặt trời mọc lên từ phía đông và đến tối lặn xuống ở phía tây. Và đây chính là chân lý rồi. Và từ xưa đến nay vẫn là như vậy. Còn phần bên tay phải này, nó có hai phần nhỏ nha. Phần phía trên này đó tên là chữ chi. À, thật ra thì ở đây nó có một chút về sự ngày xưa với ngày hôm nay. À, mọi người sẽ thấy là gì? Ngày xưa nè. À, chúng ta thấy là đây nè. Ha, đây nè. Thì đây chính là gì? Đây chính là giống như là
cây cọ đúng không mọi người, cây cọ ha, dần dần là gì, đổi thành chữ chi này, chữ chi. Nhưng mà đến ngày hôm nay á thì là chữ thổ. Theo thời gian thì có sự thay đổi như vậy. Chữ chi này chính là có một loại cỏ, đó là cỏ thi. Cỏ thi thì tí nữa chúng ta sẽ biết là cỏ thi dùng để làm gì ha. Phần bên dưới, phần bên dưới này chính là chữ chữ thốn. Chữ thốn chính là đơn vị đo. Người xưa tính thời gian như thế nào? Chúng ta sẽ cùng xem ha, ngày xưa. Trước tiên thì chúng ta có một cái mảnh đất là rộng ha, có nghĩa là không có gì cả, không có gì che phủ cả. Thì có một cái, người ta dùng một cái thanh gỗ hoặc là một thanh sắt nha, một thanh gỗ hoặc là một thanh sắt, người ta cắm xuống đất ở một cái nơi trống không ha. Sau đó là mặt trời nè, chúng ta thấy không, ở bên tay tay trái chúng ta mặt trời, mặt trời mọc lên ha, mặt trời mọc lên, mới mọc lên. Thì chúng ta biết được là hai phương hướng nhé. Mặt trời mọc lên á, thông thường là từ phía đông, và bên đây là gì, bên đây là phía tây nhé, phía tây. Khi mà mặt trời mọc lên á thì sẽ chiếu qua cái thanh gỗ hoặc là thanh sắt này, mặt trời chiếu qua. Thì khi mặt trời chiếu qua thanh gỗ thanh sắt này thì nó sẽ để lại cái gì ạ, để lại cái bóng của cái thanh gỗ đó hoặc thanh sắt đó. Thì đối với cái mặt trời lên á, lên mới vừa lên thôi thì chiếu qua cái thanh này, thì lúc này là gì, cái bóng nó càng dài nha mọi người, cái bóng nó rất là dài ha, cái bóng dài hơn. Tiếp theo là khi mặt trời mọc cao hơn nữa, khi mặt trời mọc cao hơn thì khi chiếu xuống cái thanh gỗ này thì lúc này cái bóng nó sẽ ngắn hơn một chút nha, cái bóng sẽ ngắn lại, nó sẽ ngắn lại ha. Rồi khi mặt trời mọc lên đến đỉnh điểm khoảng trước hoặc sau 12 giờ. Trước hạt sau 12 giờ và khi chiếu xuống thì chúng ta thấy là gì, nó không, cái bóng không còn dài nữa mà dường như nó chỉ là gì, nó chỉ là một cái chấm nhỏ thôi. Thì tương tự nha, mặt trời này khi mà chiếu theo hướng xuống đây thì là gì, thì cái bóng sẽ đổ ngược qua ha, đổ ngược qua đây đó, ngược qua. Và đây là một số hình ảnh ngày xưa nha, ngày xưa người ta cũng dùng một thanh sắt nè, người ta cắm xuống ở trên một cái nơi. Ở đây người ta đã đánh dấu một số cái vạch rồi ha. Đây cũng là hình ảnh ha. Ở đây á, thì chúng ta để ý nè. Đây chúng ta thấy là gì? Đây là thiền nè. Thiền. Thiền là từ mấy giờ? Từ 7 giờ cho đến 9 giờ. Chúng ta thấy là trong cái khoảng thời gian từ 7 giờ đến 9 giờ nè. Chúng ta thấy không? Đây, khoảng thời gian này. Đó là giờ thiền nha. Và đây là giờ tỵ ha, giờ tỵ. Giờ tỵ nè. Giờ tỵ này là từ 9 giờ cho đến 11 giờ. Và đây cũng là một hình ảnh ha. Thì về đối với thời gian á, thì ở phương Tây á, là người ta chia làm 12 phần. Ở Trung Quốc á, chia làm 6 phần và mỗi phần là 2 giờ. 12 giờ ở Trung Quốc là 6 thời thần. Nè, 6 thời thần. Ngày xưa thì là người ta dùng cỏ thi để đo thời gian. Và bên cạnh đó các loại cỏ này để dùng để bói toán hoặc là xem kinh dịch, bói những gì sẽ xảy ra đối với con người hoặc đối với xã hội. Người ta đo độ dài chiếc bóng của chiếc gậy để tính thời gian. Và đó chính là ý nghĩa của chữ chữ thời. Rồi, vậy thì chúng ta ghép chữ này lại thì nó mang nghĩa như thế nào? Thì khi mà chúng ta gom lại cái chữ này thì chúng ta hiểu như thế nào? Bên tay trái chính là mặt trời, mặt trời mọc lên. Bên tay phải là một cái nhánh cỏ đo thời gian. Bên tay phải bên dưới là chữ thốn. Cho nên là mặt trời mọc lên và chiếu qua ngọn cỏ thi và dùng cái đơn vị thốn để đo. Vâng, đó chính là ý nghĩa của chữ thời. Vâng, đây chính là chữ chữ thời. Chúng ta đến với chữ tiếp theo. Đây chính là chữ chi. Chữ chi thì ở đây cũng không có nghĩa để nói. Chúng ta đến với chữ tiếp theo. Đây chính là chữ chữ gian, trong từ khoảng giữa hoặc là ở giữa. Chúng ta cùng phân tích cái chữ này nhé. Chữ gian này nó gồm có hai phần. Ở đây chúng ta biết là gì? Phần bên trong và phần bên ngoài nhé. Chúng ta đến với phần bên ngoài trước. Phần bên ngoài chính là chữ chữ môn. Chúng ta thấy nhé, đây nè, hai cái phần này nha. Đây chính là phần bên ngoài nha.
là cửa, phòng bên ngoài là cửa. À, phòng bên trong, phòng bên trong á là ban đầu á là chữ Nguyệt nhá, sau này mới đổi thành chữ Nhật. Đây chúng ta thấy là đây chính là hình ảnh chữ cổ đại nè. Chúng ta thấy nè, đây nè, chúng ta nhìn thấy cái màu vàng vàng này nha mọi người. Đây ha, đây nè, đây là thật ra là gì? Đây là Nguyệt. Nhưng mà theo thời gian ấy, thuận theo thời gian thì dần dần đổi thành chữ gì? Chữ Nhật. Và đây chính là chữ phồn thể, này là chữ giãn thể nè. Giãn thể người ta lược bớt đi. Thì ý nghĩa là gì? Ở giữa của hai cánh cửa của thời xưa là có cái khe cửa, là một khoảng trống. Vào lúc ban đêm, mọi thứ xung quanh đều tối đen, ánh trăng chiếu rọi vào. Ánh sáng bên ngoài len lỏi qua khe cửa. Hình tượng khoảng trống khe cửa đó được gọi là gian. Cửa ngày xưa là có hai cánh. Còn cửa ngày nay là có một cánh. Nhưng mà ngày nay nha, ngày nay là ở trong nhà thờ hoặc là cung điện này cũng có cửa hai cánh nha. Ở đây nè, chúng ta thấy là gì? Đây là nhà thờ và cung điện cũng đều có hai cánh cửa hết ha. À, đây chính là cửa Tử Cấm Thành. Và chúng ta thấy cũng có là gì ạ? Đây nè. Cũng có một không gian ở giữa nè. Đó, không gian ở giữa đây. Chúng ta đến với chữ tiếp theo. À, đây chính là chữ khung. À, khung trong từ là khung, vòm. Chỉ mấy vòm nhỏ hay tòa nhà hay tòa sảnh lớn. Khi chúng ta nhìn lên bầu trời, cảm giác nhìn như là một cái vòng cung hay là một cái mái vòm. Nên gọi đó là khung hay là tiểu vũ trụ. À, chữ này chính là gì? Chữ khung chính là chữ lớn, rộng lớn. Còn có một chữ nữa nó cùng với cái âm đọc. Chữ này nó có nghĩa là nhỏ, nhỏ bé. Là chữ cùng. À, chữ cùng này trong từ là gì? Trong cửa đường cùng là bế tắc. Còn chữ kia chính là chữ lớn, rộng lớn. Hai chữ này có cùng âm đọc, hai chữ này có cùng âm đọc, nhưng mà tùy theo ngữ cảnh thì chúng ta sẽ dùng tương ứng ha. Tùy theo ngữ cảnh thì chúng ta sẽ dùng. Chúng ta đến với chữ tiếp theo. Đây chính là chữ cung trong từ cây cung, cái cung hoặc là cung tên. Và chúng ta thấy một số hình ảnh nha. Chữ này chúng ta có thể nhìn qua là cũng có thể biết được ý nghĩa rồi. Chúng ta đến với phần tiếp theo, đó là phần nghe thầy cô đọc thơ. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe thầy đọc trước. Thiên sang yếu yu yue yu yue yếu quang minh Quang minh rỡ wǒ xīn, wǒ xīn dà guāng míng. Tiān shàng yǒu yú yuè, yú yuè yǒu guāng míng. Guāng míng rỡ wǒ xīn, wǒ xīn dà guāng míng. Tiān shàng yǒu yú yuè, yú yuè yǒu guāng míng. Guāng míng rỡ wǒ xīn, wǒ xīn dà guāng míng. Vâng, tiếp theo thì chúng ta sẽ nghe cô đọc. Quang minh cơ. Thiên sang yếu rư yue. Rư yue yếu quang minh. Quang minh rỡ wǒ xīn. Wǒ xīn dà guāng míng. Tiên sang yǒu rì yuè.
日月有光明, Guang Ming, 我心大光明。